Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng với mong muốn là giúp tất cả mọi người có thể biết đến những cái sản phẩm Bát Tràng của Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu đến mọi người rất nhiều cái mẫu bình phong thủy thu hút tài lộc. Đây là dáng mẫu tỏi cổ thẳng vẽ hình ảnh chim công và hoa đào. Các bạn nếu như mà quan tâm đến sản phẩm thì có thể liên hệ để chúng tôi gửi mẫu cho các bạn xem những cái sản phẩm của Bát Tràng Việt Nam. Và đây là chiếc mai bình. Đây là một chiếc tỏi cổ thẳng vẽ hình ảnh chim công và hoa đào trên nền màu xanh, họa tiết thì rất là sặc sỡ, rực rỡ, đẹp mắt. Và đây là những cái sản phẩm đã được vẽ vàng 24K. Đây là hình ảnh chim công, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đây là cái mẫu này là mẫu vẽ kỹ. Rất nhiều bạn thắc mắc là cái màu của họa tiết này thì dùng thời gian nó có bị phai hay bay màu không. Thì các bạn yên tâm, tất cả cái màu sắc của những cái sản phẩm này đều được bảo vệ ở bên ngoài một lớp men bóng sáng. Và cái màu này thì mình cam kết là bền vĩnh cửu với thời gian. Các bạn cứ yên tâm về màu sắc của sản phẩm. Cái mẫu này là mẫu tùng hạc diên niên. Này các bạn nhìn, những cái chiếc bình phong thủy như thế này thì chúng ta làm quà tặng, quà biếu tân gia hay tặng sếp thì vô cùng ý nghĩa và sang trọng. Mỗi một loại họa tiết nó sẽ mang một cái ý nghĩa to lớn khác nhau. Ví dụ như hình ảnh chim hạc và cây tùng. Ở chim hạc thì đại diện cho chữ trí tuệ, thông minh, tri thức và thể hiện cho sự trường thọ. Còn cây tùng là thể hiện cho sức sống mãnh liệt, dẻo dai, vươn lên mọi khó khăn trong cuộc sống. Và đây là hình ảnh chim công. Đây là hình ảnh tứ cảnh, bốn cảnh trên một mặt sản phẩm. Dáng này là dáng tỳ bà nhé. Với không gian rộng thì chúng ta bày một cặp tỳ bà đối xứng thì vô cùng là sang. Sử dụng những cái sản phẩm này thì nó gần như là chúng ta bỏ tiền một lần ra chúng ta mua. Thì có khi là cái giá trị lúc ban đầu chúng ta mua thì bỏ số tiền rất là lớn. Nhưng mà để mà tính về lâu về dài thì cái giá trị của sản phẩm nó rất là chi phí, nó rất là ít. Bởi vì là những cái sản phẩm này nó là cái sản phẩm màu bền vĩnh cửu, chúng ta sẽ bày mãi mãi với thời gian. Đây là hình ảnh mẫu này là mẫu full 3D công màu. Đấy các bạn nhé, chúng tôi có đầy đủ các mẫu bình phong thủy này, bảo bình này, đầy đủ các loại họa tiết. Nếu như mà các bạn đang quan tâm hoặc các bạn có ý tưởng về một cái sản phẩm với họa tiết nào thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ lên cho các bạn những cái sản phẩm theo mong muốn của các bạn. Tất cả những cái sản phẩm như thế này chúng tôi đều ship toàn quốc. Chúng tôi đều ship toàn quốc. Và các bạn yên tâm một điều, ship toàn quốc, ship đến nơi, xa đến mấy thì chúng tôi cũng phải đảm bảo cái chất lượng hàng không bị sứt mẻ hay là không bị lỗi. Các bạn cứ yên tâm, bởi vì các bạn còn được nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bạn nhìn cái mẫu này vẽ kỹ chưa? Vẽ siêu đẹp. Hình ảnh chim công và hoa đào. Một cái tác phẩm bảo bình, tỳ bà quá đẳng cấp. Tất cả cái họa tiết này đều là vẽ thủ công bằng tay hết nhé. Vẽ thủ công bằng tay. Với không gian nhà sang trọng hay là hiện đại thì chúng ta bày những cái tác phẩm như thế này trong nhà nó sẽ mong muốn là chiêu tài tích lộc. Và mỗi một cái họa tiết sẽ mang một cái ý nghĩa rất to lớn, phù hợp với các tầm tuổi nam nữ theo mệnh. Đấy các bạn, nếu như mà quan tâm thì vui lòng liên hệ đến số điện thoại đang được gắn ở bên trên video. Nếu như chưa biết thì chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn có thể lựa chọn được một sản phẩm phù hợp với tuổi và mệnh và hợp với công việc của mỗi người. Còn nếu như các bạn biết qua về những cái sản phẩm này rồi thì các bạn có thể liên hệ đặt hàng và đặt theo mẫu mà các bạn yêu cầu. Chúng tôi sẽ gia công những cái sản phẩm này giúp các bạn có thể có được những cái sản phẩm như ý. Các bạn nhìn nhé, rất nhiều mẫu sản phẩm bình phong thủy thu hút tài lộc. Nếu như ở Hà Nội thì các bạn có thể qua số 115 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội để xem sản phẩm trực tiếp. Tại đây chúng tôi có đến hàng trăm mẫu sản phẩm bình phong thủy thu hút tài lộc khác nhau. Và các bạn không lo về giá nhé. Giá tất cả những cái sản phẩm chúng tôi đều là cái giá đúng với chất lượng sản phẩm. Giá tốt nhất trên thị trường, đúng với chất lượng sản phẩm. Ở trên thị trường thì có rất nhiều loại hàng khác nhau. Đấy các bạn nhé, rất nhiều loại hàng khác nhau. Và cái bình phong thủy này, cái giá nó phụ thuộc rất nhiều vào cái họa tiết và chất men tốt, họa tiết đẹp thì cái giá tất nhiên nó sẽ phải cao. Và lưu ý cho các bạn, khi mà mua những cái sản phẩm bình phong thủy này thì nên mua ở những cơ sở to, có uy tín. Bởi vì sao? Bởi vì những cái sản phẩm này là giá trị cao. Nếu như gặp bất kỳ vấn đề gì thì có những cái nơi đảm bảo để cho các bạn có thể bảo hành sản phẩm.
Đấy các bạn nhé, hãy lưu ý điều như vậy. Nhiều người là cứ sợ đắt, sợ rẻ mà mua những sản phẩm ở những cái nơi nó không rõ nguồn gốc, rồi đến lúc mà sản phẩm gặp vấn đề gì thì lúc đấy lại không biết kêu ai. Thế nên là các bạn hãy lưu ý những cái chi tiết này khi mua những cái sản phẩm cao cấp. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào.